Mỗi ngày thấy con vui cười rạng rỡ đến trường, mẹ thêm tin lựa chọn của mình là đúng. Mẹ biết con chẳng phải thần đồng, nên chiến công dù nhỏ cũng đáng được trân trọng. Những khả năng vừa chớm cần sớm được nhận ra. Mẹ chọn VAS, nơi mọi cố gắng của con sẽ luôn được khuyến khích, mọi nỗ lực sẽ luôn được công nhận, và con có thể tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân từng ngày. VAS, nơi mọi tiềm năng của trẻ đều được phát hiện và nuôi dưỡng.